Bảo Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi về đâu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem những phần phân tích và nhận định của Binh Luan Gia qua hai chủ đề: phẩm chất bất động sản tại Việt Nam và dân Việt chống Trung Quốc, nhà nước tiêu lòn. Kính thưa quý vị, tạo được một căn nhà tại Việt Nam chẳng phải dễ dàng đối với đại đa số dân chúng. Có nhà rồi, vẫn không thể an cư mà còn tiếp tục bị chủ đầu tư quấy rầy và bóc lột. Những điều phi lý này diễn ra trong lĩnh vực địa ốc tại Việt Nam sẽ được Binh Luan Gia Dai nhận xét sau đây. Xin kính chào Binh Luan Gia Dai. Chào cô Bảo Lý, kính chào quý vị. Thưa ông cũng như thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên có 500 giường với trị giá đầu tư 187 tỷ đồng do Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh làm chủ đầu tư đã được khánh thành vào cuối tháng 8 năm 2010. Chưa được 12 tháng đã bị hư hỏng nặng. Thưa ông, tại sao như vậy? Thưa cô, trước hết thì cũng xin nói rõ rằng trong cái chủ đề này chúng ta đã chọn được ba cái trường hợp điển hình. Thứ nhất là cái Bệnh viện Đa khoa Phú Yên do nhà nước bỏ tiền ra xây. Thứ hai là những cái căn nhà bị lún là do mỗi gia đình đó họ tự xây cao thêm, tức là họ 4 tầng, họ thêm tầng nữa chẳng hạn. Một cái trường hợp thứ ba là trường hợp một cái chung cư. Đó, người mua chung cư rồi thì sẽ sống như thế nào với những cái gọi là lệ phí kèm theo đó quá mức chịu đựng. Trở lại câu hỏi của cô thì chúng tôi thấy rằng cái bệnh viện đó nó đã khánh thành trong gần cả 12 tháng rồi. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy rằng một cái công trình xây dựng như vậy mà do nhà nước điều khiển lại có thể hư hỏng một cách kinh khủng, là nước từ các cái tầng đổ xuống, rồi có thể cái phòng mổ lại ngập tràn cả nước, rồi cả tường nứt, rồi đến dây điện chập, thì là hệ thống báo động không có báo động. Nhưng mà những chuyện đó họ đã sửa chữa nhiều lần, nên cái ban quản lý cái dự án đó họ đã sửa. Nhưng mà nếu chúng ta có thể hình dung được, nghĩa là họ trét những cái chỗ nứt sửa, nhưng mà nó thực sự nó hư ở bên trong. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ xây cất nó không đúng cái kỹ thuật đã đưa ra, hoặc là rút ruột, có nghĩa là thay vì một cái quãng đó là phải sử dụng một ba xi măng thì họ sử dụng nửa thôi, cho nên cái nó không thể nào nó có một cái chất dính mà nó ngăn nước được, cũng như họ có thể rút bớt cái sắt, thay vì sắt cộng lớn theo cái sơ đồ thì họ dùng sắt cộng nhỏ, hoặc là có thậm chí có chỗ người ta còn dùng tre để mà thay sắt nữa. Như vậy cho nên dẫn đến cái tình trạng không thể sửa được. Lý do là đắp chỗ này thì nó nứt chỗ kia, đắp chỗ kia thì nó hư chỗ nọ. Ta thấy một cái điểm đặc biệt nữa là cái Bộ Y tế, là cái bộ sẽ có trách nhiệm đối với cái bệnh viện, thì họ không được tham gia trong cái đoàn đi nghiệm thu. Nghĩa là đi nghiệm thu là gì? Tức là đến để xem xét tất cả để có được chấp thuận, được giao nhà thầu giao hay không, thì trong cái đó thiếu cái nhân viên y tế, mà chính họ là những cái người biết rõ nhất về cái bệnh viện lại bị đẩy ra ngoài. Vâng, thưa ông, bệnh viện thì đã xây xong và đang hoạt động, nhưng tại sao 300 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị thì vẫn chưa được sử dụng, thưa ông? Ở đây thứ nhất là cái tin tức rõ ràng, người ta nêu đích danh là ông giám đốc của bệnh viện đã mua và hư. Thì cái này là một cuộc đấu tranh nội bộ, cuộc tranh ăn ở nội bộ. Tại sao cái số tiền đó mà nó vẫn còn nằm? Lý do là không muốn giao cho Bộ Y tế như chúng ta vừa nói. Bởi vì để còn trong tay của tỉnh thì tỉnh sẽ cho đầu tư, sẽ kêu gọi nhà thầu và sẽ có ăn. Ngược lại giao y tế thì họ Trung Quốc không có ăn. Đó là lý do. Cái tiếp chúng ta thấy là về cái con rùa hành chánh, thì khi đưa lên từ đó tới giờ đưa lên rồi, thì bây giờ nói rằng đâu khoảng 100 trên 300 tỷ đó là đã được Bộ Y tế chấp thuận rồi, mua các cái dụng cụ. Nhưng bây giờ muốn tiến hành thì phải chờ bệnh viện làm kế hoạch, làm chi tiết, rồi trình lên, rồi được chấp thuận hay không. Nhưng mà cái đặc biệt chúng ta thấy rằng, như nói lúc nãy là ông Bộ Y tế, ông chưa nhận cái đó, cho nên ông không mặn đến cái chuyện đó, bởi vì không biết bây giờ làm ra thì anh chàng này nuốt hết, tôi không có gì ăn, cho nên tôi phải chờ đó để khi nào giao cho tôi rồi thì tôi mới làm. Đó là câu chuyện con rùa hành chánh các bạn.
Vâng, thưa ông, như ông đã thưa như từ đầu, thì bên cạnh bệnh viện thì khu nhà đất ở nhiều nơi đã bị lún sập nghiêng, đã xảy ra thường xuyên tại Việt Nam, thì gây hao tổn không ít cho chủ nhà. Thì cái lý do nào mà đặc biệt cái căn nhà tại ngõ chùa Liên Thái ở Hà Nội lại bị nghiêng vậy thưa ông? Nhìn chung thì vấn đề gọi là thiết kế đô thị không theo cái mẫu mực mà quốc tế đang làm. Nghĩa là phải trước khi xây thì phải có tất cả nhà cửa đều trong một cái sơ đồ chung của cái thiết kế đô thị. Thì bởi Việt Nam mạnh ai thì nấy xây, miễn là kiếm được cái giấy phép của địa phương. Mà chúng ta nghĩ rằng kiếm cái giấy phép của địa phương không phải là khó, miễn là có tiền mà thôi. Cho nên họ mới xây bừa bãi. Trường hợp này đã xảy ra, chúng ta thấy nhiều vấn đề. Thứ nhất là kiểu làm ăn giả trá khi mà người ta đến xem nhà, là họ nói rằng bây giờ tôi muốn xây cái nhà này, bây giờ là mời tới xem xây móng. Họ nói rằng móng bây giờ sẽ xây bằng sắt này, bằng sắt kia đủ hết. Nhưng mà khi người chủ đi rồi, chủ đâu có đứng đó canh. Thì đi rồi thì tự đằng họ muốn làm gì làm. Cho nên cái tình trạng sụt lún là thường xuyên xảy ra. Bởi vì cái nền ở dưới nó không vững. Thì bây giờ cái nền không vững nó lại đi kèm theo một vấn đề nữa là các nhà bên cạnh họ tự xây. Nghĩa là cái nhà bên cạnh họ xin được giấy phép hay là không được giấy phép, như trường hợp công căn nhà họ không có giấy phép và còn bị phường đưa ra là cấm xây, nhưng mà họ cứ vậy vẫn xây. Thì chúng ta thấy nhìn đằng sau cái người chủ đó phải là một cái nhân vật, phải một cái dù che lớn lắm cho nên mới dám làm vậy. Thì trong khi họ đào xới thì cái đất nhà này nó bị sụp, bởi vì cái nền móng không chắc cho nên những cái đất cát nó sụp là bắt đầu cái nhà cái nghiêng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ủy ban nhân dân phường đó là cái nơi mà họ có thể cho phép hoặc là có thể nhận một số tiền nào để họ bao che. Thì trường hợp đó đã xảy ra, cho nên cái nhà bên cạnh xây số tầng là chúng ta còn để ý một cái chi tiết nữa là các kiến trúc sư. Họ khi họ cho cái căn nhà xây thêm một tầng nữa, họ có tính được cái sức chịu đựng của nó hay không? Mà tại sao mới xây lên một tầng là nó lún? Điều đó có nghĩa là cái giới kiến trúc sư tại Việt Nam rất là dở. Được, cũng xin nói thêm là kiến trúc sư Việt Nam đã bị tố cáo nhiều lần là sao chép các kiến trúc của nước khác, chứ không phải là lấy các kiến trúc đã đưa vào trong các thư viện rồi lấy cái đó đem ký tên mình ra đem xây thôi. Thì đó là một cái tệ trạng rất là nhiều ở tại Việt Nam. Vâng, thưa ông cũng như thưa quý vị, trẻ trọ mua được chung cư hiện đại nhất Việt Nam tại Hà Nội phải thuộc loại tầng lớp có tiền, có thế mà vẫn bị chủ đầu tư bắt nạt, bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau. Thưa ông, tại sao điều này lại xảy ra như vậy thưa ông? Đây là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng cái nhu cầu nhà ở tại Việt Nam rất là lớn. Nhu cầu có hai trường hợp, một là mua để ở, hai là mua để đầu tư. Thì hai cái trường hợp đó đều thuộc loại người có tiền, bởi vì chung cư gọi là hiện đại thì không phải là rẻ. Và mua được cũng không phải là dễ. Cho nên chuyện đó dẫn tới một cái tình trạng là cứ mua đại đi, cứ mua cho có đi rồi tính. Cho nên trong trường hợp gọi là tay đã nhúng chàm rồi, đã mua rồi, cho nên vào đó sẽ bị ép buộc. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì cái ban quản lý của cái chung cư đó là họ toàn quyền. Nó khác với ở cái nơi chúng ta ở đây. Tức là cái việc điều hành một cái khu nhà đó là phải do cái cộng đồng cư dân đó. Nghĩa là những người ở trong cái khu đó, họ thành hợp thành và họ cùng với nhà, với cái chủ nhà để mà họ nói rằng bây giờ có làm thêm cái gì hay không, bao nhiêu tiền, làm cái gì. Cái điều đó tại Việt Nam vắng bóng. Cho nên anh chủ đầu tư nói, gửi xe hả, 200 ngàn một giờ, thì tôi cũng phải trả 200 ngàn. Không trả thì hỏi bây giờ khách tới xe để ở đâu, không để xe được thì phải trả họ được. Cho nên cái chuyện cứ kiện qua thưa lại mà giải quyết xong rồi lại có cái vụ kiện khác, cứ liên tục. Mà chúng ta còn thấy rằng trường hợp như họ xây nhà xong đó thì điện cũng không bảo đảm. Bằng chứng là có rất nhiều người bị kẹt trong thang máy, không có ra được là bị điện hoặc là bị những vấn đề khác. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng khi cái chủ đầu tư ở đó họ bị phạt vì lý do họ thu tiền gửi xe nhiều, thì họ về họ lại đem họ cúp điện hoặc là tắt đèn ở những chỗ nào đó để trừng phạt những cái người ở trong chung cư. Như vậy tức là cần một cái cộng đồng họp lại với nhau thì mới làm được.
Vâng, thưa ông, thì cái người mua nhà tại Việt Nam phải làm những cái điều gì để tránh những cái thiệt hại? Thì cái việc mua nhà tại Việt Nam nói rằng tránh được thiệt hại thì tôi rất nghi ngờ. Bởi vì nó có quá nhiều yếu tố, tham nhũng là nhiều nhất. Và những cái người mua nhà có thể là một cách mình hình thức rửa tiền. Cho nên dù chịu như vậy họ cũng không có bao giờ họ nói. Bởi vì họ nói tới đổ bể ra thì cái chuyện của họ cũng phải là một cái không phải là một vấn đề mà dễ giải quyết. Cho nên họ cứ để mặc như vậy. Bây giờ cái chuyện mua nhà chẳng hạn thì làm sao kết hợp một xã hội dân sự. Đây là một điều tối kỵ tại Việt Nam. Điều bình thường ở các quốc gia khác nhưng mà tối kỵ. Bởi vì lập cái đó họ không, Đảng Cộng sản không muốn bất cứ ai mà có cái quyền quyết định thay họ. Mà chúng ta biết rằng phường, khóm, tỉnh, thành và cũng như các ban quản lý dự án đều nằm trong tay của Đảng Cộng sản. Do đó bây giờ họ muốn quyết định mọi thứ cho không muốn người dân quyết định. Đó là cái mấu chốt. Nhưng mà vấn đề đặt ra là người dân có đòi được cái quyền đó hay không? Muốn tránh phải đòi được. Cái thứ hai là phải mạnh dạn tố cáo những cái móc ngoặt. Thí dụ như họ làm, như chúng tôi vừa nói cái vụ gửi xe đó, hay cái vụ nhà bị lún chẳng hạn, mà phường ra lệnh cấm xây cất cái nhà kia vẫn làm. Tại sao những vấn đề không moi ra là có một cái gì ở đằng sau đó? Nhưng mà rất tiếc rằng tại Việt Nam, những người đứng ra nó không có bao nhiêu. Và những người đó thường thường là yếu thế. Cho nên tình trạng cứ xảy ra liền. Vâng, xin cảm ơn Binh Luan Gia Đại Dương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Việt Nam đi về đâu. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem Dân tộc chống Trung Quốc, nhà nước tiêu loạn trong phần 2 của chương trình sau phần thông tin thương mại.